Đây là một cái chương trình nhằm giúp đỡ cho những bà con, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị có nghĩa là tạm mất việc làm do tác động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua cái chương trình phát động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp, các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện các chương trình kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ những cái trong cái thời gian khó khăn đối với bà con. Qua đó thì Hội Dinh dân trẻ tỉnh Đồng Tháp có phối hợp với Sài Gòn Thai Nói Dòng Bay Lớn thực hiện cái chương trình hành trình hạt gạo yêu thương. Là một người kinh doanh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì khi mà tôi có cơ hội và đi nhiều nơi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cũng đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp, thì tôi thấy rất là nhiều những hoàn cảnh bà con rất là khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong một cái giai đoạn đại dịch như thế này. Đó là lý do mà đã dẫn đến cái ý tưởng là tôi muốn kết hợp và tạo ra một cái câu chuyện, một cái hành trình để hỗ trợ cho bà con nghèo đỡ vất vả hơn trong những cái ngày đại dịch. Bữa nghỉ thì có dịch này rồi đâu có đi bán vé số được đâu, ở nhà lây lóc ra ngoài ngày đó, rồi ở nhà thì có 10 đứa cháu là thì có gì ăn nấy gì đó, như nhờ bên nhà sẽ chợ cho giúp đỡ gì á, tôi mừng dữ lắm. Đã phối hợp với các mạnh thường quân cũng như các cơ quan đơn vị để tổ chức phát động cái nội dung mà ATM gạo để góp phần hỗ trợ người dân nghèo, những người dân lao động. Hiện tại thì đến thời điểm hiện tại thì Ban Thường vụ Quận Đoàn đã vận động được hơn 19 tấn gạo và đã phát trên 4,5 tấn. Đã giúp đỡ được phần nào những khó khăn trước mắt cho những người dân lao động. Chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ. Trong đó thì có Sài Gòn Tham Nối Vòng Tay Lớn đã cùng đồng hành với chương trình. Nhờ sự giúp đỡ của chương trình này nên tôi sống được mấy ngày. Tôi rất cảm ơn.